Xin chào các em, chúng bây giờ học khó liệt. Thì trong video ngày hôm nay là chúng ta sẽ giải đề cương ôn tập để chúng ta chuẩn bị cho bài thi là Math Placement Test nè. Thì trước hết là mình giới thiệu nội dung của đề cương. Thì đề cương nó gồm là 80 câu ha. Thì 80 câu này là kiến thức cơ bản của cấp 2 và cấp 3 bên Việt Nam ha. Mục đích của kỳ thi là để người ta biết trình độ của các em, để người ta xin lớp phù hợp ha. Các em cố gắng điểm cao một xíu để người ta bỏ bớt một số môn nó dễ, thì lúc đó các em tiết kiệm được một tí chi phí ha. Thì đề cương mình nhắc lại nó gồm 80 câu ha. Và sau đây là chúng ta sẽ đi vào giải chi tiết 80 câu này ha. Câu số 1 là đi simplify hay là đi tính giá trị của biểu thức là 20 cộng 4 mũ 3 chia trừ 8. Sau đây là chúng ta giải chi tiết. Thì chúng ta thấy rằng là 4 mũ 3 ha. 4 mũ 3 thì nó sẽ bằng là 64. Đây ha. Và tiếp theo là có dấu cộng và phép chia thì áp dụng quy tắc là nhân chia trước cộng trừ sau ha. Vậy 64 chia trừ 8 thì nó bằng là trừ 8. Rồi 20 mà cộng với trừ 8 thì nó bằng là 12. Vậy rõ ràng với câu 1 là đáp án C. Very easy ha. Sau đây là chúng ta sẽ câu tiếp theo. Tiếp theo là câu 2. Cũng đi là simplify. Hay nói cách khác là chúng ta đi trúng cột biểu thức này. Sau đây là chúng ta đi giải. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi mở dấu ngoặc. Chiếc dấu ngoặc là dấu cộng thì chúng ta mở ra là chính nó. Tại đây lấy 2 thì chúng ta distribute vào. Hay nói cách khác là chúng ta lấy 2 chúng ta nhân phân phối vào. Các em có được là 2a trừ 10. Tương tự là lấy trừ 3 các em distribute vào thì các em có được là trừ 3. Thì các em có được là trừ 3a nó trừ 3 ha. Rồi các em nhóm lại chỗ nào có A thì các em viết ở trước, không có A thì các em viết ở sau. Các em rút gọn ha, 2A cộng 2A trừ 3A thì nó bằng là 4A trừ 3A thì nó bằng là A. Và số là trừ 4 trừ 10 trừ cho 3 thì nó bằng là trừ 17. Vậy rõ ràng ở câu này là đáp án B ha. Sang câu tiếp theo. Câu tiếp theo là câu 3 ha. Yêu cầu là tính giá trị của biểu thức là 4a bình trừ 4ab cộng cho b bình. Với a nó bằng 2 và b nó bằng 5. Sau đây là chúng ta giải chi tiết. Thì dễ dàng là chúng ta lấy a bằng 2, lấy b bằng 5. Các em xúp vào ha. Xúp vào tức là chỗ nào có A thì các em thay bằng 2. Chỗ nào có B thì các em thay bằng 5. A bình là 2 bình. AB là 2 x 5. Vậy các em có được 4 x 4 ha, thì nó bằng 16. Tại đây là 4 x 2 x 5 thì nó bằng là trừ 40. Vì có dấu trừ phía trước ha. Và cộng cho 25. Thì tại đây các em rút gọn, các em có được kết quả nó bằng 1. Vậy các em chọn đáp án B. Các em xem được câu 3. Sau đây là chúng ta sang câu 4. Cho S nó bằng là 0.5 nhân B cộng cho 26. S người ta giải thích là horizontal range. Và B là pressure ha.
Người ta hỏi rằng là horizontal range S nó bằng bao nhiêu, khi pressure là P nó bằng là 60. Sau đây là chúng ta giải chi tiết. Một cách đơn giản là chúng ta lấy 90, chỗ nào có B thì các em thay vào ha. Đây. Thì các em có được S nó bằng là 71. Vậy đáp án là vấn đề ha. Các em xin câu số 5. Câu số 5 là cũng đi simplify. Thì simplify của 2x bình nhân cho trừ 3 x bình phương tất cả mũ 3. Thì tại đây chúng ta dùng công thức là tích AB tất cả mũ N thì nó bằng là A mũ N nó nhân cho B mũ N. Với A là trừ 3, B là x bình, N bằng 3. Các em dùng công thức thì các em có được là trừ 3 mũ 3 nhân x bình mũ 3. Thì trừ 3 mũ 3 nó bằng là trừ 27. X bình mũ 3 thì nó bằng là x mũ 6. Sau đây mình thích tại sao ha. Thì x mũ M tất cả mũ N thì nó bằng là x mũ tích M nhân cho N ha. Vậy x mũ 2 nhân 3 thì 2 nhân 3 bằng 6. Rồi tiếp theo lấy số nhân số, lấy x nhân x thì các em có được 2 nhân trừ 27 thì nó bằng là trừ 54. X mũ 2 nhân x mũ 6 thì các em dùng công thức là x mũ M nó nhân x mũ N. X chung các em giữ lại ở bên trên là M cộng N. Thì M cộng N nó bằng là 2 cộng 6 thì nó bằng là 8 ha. Vậy bài này nó bằng là trừ 54 nhân x mũ 8. Vậy đáp án D ha. Các em xem câu tiếp theo. Là câu số 8 ha. Cũng đi là simplify. Các em simplify là cho số này ha. Tại đây trừ 2 khó chịu thì các em nghịch đảo. Các em dùng công thức ha. A chia cho B thì nó bằng là B chia cho A mũ trừ 1 ha. Vậy đầu tiên là chúng ta nghịch đảo thì chúng ta có được là 8 V kép chia 2 U mũ trừ 5 nhân V bình. Tất cả mũ trừ 1 thì trừ 1 mũ trừ 2 tức là trừ 1 nó nhân trừ 2 thì nó bằng là 2. Tại đây các dùng công thức ha, là A chia B mũ N thì nó bằng là A mũ N chia cho B mũ N. N là mũ 2 ha. Và tiếp theo là chúng ta dùng công thức này. Các em tách ra cho từng số. Ở đây là 8 bình nhân với kép bình thì nó bằng là 64 với kép bình phương. Ở phía dưới là từng cái bình phương. 2 bình phương bằng 4. U mũ trừ 5 mà bình phương thì nó bằng là U mũ trừ 10. V bình phương thì nó bằng là V mũ 4. Và tiếp theo là số thì chúng ta rút gọn ha. 64 chia cho 4 thì nó bằng là 16. U mũ trừ 10 từ ở dưới các em đưa lên là mất dấu trừ. Các em có được kết quả này ha. Nhìn vào đáp án thì rõ ràng là đáng xe ha. Sau đây chúng ta sang câu tiếp theo. Và câu tiếp theo là câu số 7. Yêu cầu là viết gọn lại số này. Ở đây đáp án chung là 5.6 ha. Vậy các em tính 1 số 0, 2 số 0, 3, 4, 5. Và để được 5.6 thì các em có được là 6 số. Vậy các em có được là 5.6 nhân 10 mũ trừ 6. Đây ha. Thì rõ ràng là đáp án A ha. Các em trên câu số 8. Thì cũng tương tự ha. Là số 1.2 nhân 10 mũ 5 thì nó bằng số nào? Các em viết
sau số 1 là 5 số ha. Vậy các em có được một viết đủ 5 số, 1 số, 2 số, 3 số, 4 số và 5 số. Vậy các em có được là 120.000 ha, là số này. Vậy đáp án C. Câu số 9 là đi giải tìm ích. Thì cái dạng này là linear equation ha. Sau đây là chúng ta giải. Đầu tiên là trừ 5/8. Ở đây bên trái, các em chuyển sang bên phải. Thì trừ rồi giới thành cộng ha. Đây ha. Và 3/8 cộng 5/8 thì nó bằng 1. Và tại đây thì chúng ta đá số 4 lên. Hay nói cách khác là chúng ta nhân 2 với cho 4. Thì các em có được x bằng 4. Vậy đáp án A. Các em sang câu tiếp theo. Cũng tương tự ha. Là giải phương trình. Giải phương trình là chúng ta giải để chúng ta tìm x. Đề bài là 8 nhân tất cả x trừ 2 trừ 5 nhân tất cả x cộng 4. Nó bằng là 20 cộng cho x. Đầu tiên là lấy 8 lấy trừ 5. Các em distribute vào ha. Hay là chúng ta nhân phân phối vào. 8 nhân x trừ 2 thì nó bằng là 8x trừ 16. Trừ 5 nhân x cộng 4 thì nó bằng là trừ 5x trừ 20. Bên phải các em ghi lại. Có x thì các em dùng sang bên trái. Không có x thì các em dùng sang bên phải. 8x trừ 5x nó bằng là 3x. Mà x này chuyển sang trừ thì còn lại là 2x. Số thì ở đây là trừ 36. Các em chuyển sang là 36. Thì 36 cộng cho 20 thì nó bằng là 56. Thì tại đây để tìm được x thì các em chia 2 xuống ha. Thì các em có được x nó bằng là 28. Vậy đáp án là đáp án B ha. Sau đây là chúng ta sang câu 11. Câu 11 là cho F nó bằng là M với bình phương chia cho R. Người ta hỏi rằng là M nó bằng công thức nào. Sau đây là chúng ta giải chi tiết. Thì đầu tiên là chúng ta đá R lên. Hay nói cách khác là chúng ta nhân 2 với cho R. Các em có được là FR nó bằng là M với bình phương. Và các em suy ra M. Các em đá V bình xuống ha. Vậy M nó bằng là FR chia V bình. Vậy đáp án là D ha. Sau đây là chúng ta sang câu 12. Câu 12 là cho A nó bằng là B cộng BRT. Đề bài hỏi rằng là B nó bằng công thức nào. Sau đây là chúng ta giải chi tiết. Thì đầu tiên ở bên phải là các em lấy common factor. Hay nói khác là các em rút B ra ngoài. Khi các em rút B ra ngoài thì trong các em còn được là 1 cộng RT. Để tìm B thì các em đá xuống là 1 cộng RT. Đây ha. Hay nói cách khác là các em chia 2 vế cho 1 cộng RT. Thì các em có được B. Vậy B nó bằng tại đây. Các em nhìn vào đáp án C ha. Sau đây là chúng ta sang câu 13. Và tiếp theo là câu 13. Câu 13 là giải phương trình. Để chúng ta tìm x ha. Thì chúng ta thấy rằng là dưới mẫu nó chứa x. Nên bước đầu tiên là chúng ta đặt điều kiện. Điều kiện là mẫu khác 0. Và các em có được x trừ 5 khác 0. Thì x khác 5. Và tương tự chỗ này ha. Các em có được x khác 0. Sau khi đặt điều kiện thì các em đi giải. Các em giải các em có nghiệm thì các em kiểm tra. Nếu thỏa thì các em lấy. Không thỏa thì các em loại ha. Sau đây là chúng ta giải. Từ đề bài, các em dùng công thức là A chia B. Nó bằng là C chia D. Thì các em có được là tích chéo nó bằng nhau.
tức tích AD nó bằng tích BC. Áp dụng công thức thì các em có được là 6x nó bằng là 4 nhân x trừ 5. Tiếp theo là lấy 4 các em distribute vào, tức lấy 4 các em nhân phân phối vào, các em có được là 4x trừ 20. Tiếp theo là có x các em dùng sang một bên, không có x các em dùng sang một bên. Bên có x thì các em rút gọn, các em có được là 2x. Và bên không có x là hệ số nó bằng là trừ 20. Thì tại đây dễ dàng các em có được là x nó bằng là trừ 10. Thì với x bằng trừ 10 nó thỏa mãn điều kiện. Vậy các em lấy ha. Vậy nghiệm phương trình là x bằng trừ 10. Đáp án C. Sau đây là chúng ta sang câu 14. Câu 14 là giải phương trình. Nó có dấu giá trị tuyệt đối ha. Là dấu absolute. Đầu tiên các em có được là tuyệt đối của x trừ 3 nó sẽ bằng là 5/2. Thì tại đây các em dùng công thức, nếu tuyệt đối của A mà nó bằng B thì các em suy ra hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là A nó bằng B và A nó bằng là trừ B, là cho trường hợp số 2. Áp dụng công thức thì các em có được với A là x trừ 3, với B là 5/2. Vậy x trừ 3 nó bằng 5/2 và x trừ 3 nó bằng là trừ 5/2. Giải chỗ này lấy trừ 3 các em đem vào ha. Rồi các em rút gọn thì các em có được x nó bằng là 11/2. Tương tự bên dưới ha, các em có được x nó bằng 1/2. Vậy hai nghiệm là 1/2 và 11/2. Đáp án B ha. Sau đây là chúng ta sang câu 15. Câu 15 cũng giải phương trình để tìm x ha. Thì rõ ràng là x nằm dưới mẫu nên đặt điều kiện là dưới mẫu khác 0. Vậy điều kiện là x trừ 4 khác 0 và 4 trừ x cũng khác 0. Vậy điều kiện chung là x khác 4 ha. Sau khi các em có điều kiện thì các em đi giải, rồi các em so sánh với điều kiện, nếu thỏa thì lấy, không thỏa thì loại. Sau đây là chúng ta giải chi tiết. Thì đầu tiên là chúng ta vi đồng, các em xử lý bên trái trước ha. Thì mẫu thức chung là x trừ 4. Thì tại 3 đây là tử nhân x trừ 4, mẫu nhân x trừ 4 đây ha. Rồi cùng mẫu các em thực hiện phép trừ, các em có được tại đây. Và chúng ta thấy rằng là mẫu bên trái và mẫu bên phải nó trái dấu. Các em đưa cho 11 mẫu, thì bên phải các em nhân trừ 1, tử nhân trừ 1, mẫu nhân trừ 1. Rồi cùng mẫu các em bỏ đi, hai cái tử bằng nhau. Các em biến đổi thì các em có được là 2x bằng 8. Các em giải được x bằng 4. Các em kiểm tra điều kiện là x khác 4 mà các em giải x bằng 4 nên loại ha. Vì loại nên là no solution hay là phương trình vô nghiệm. Đáp án D ha. Tiếp theo là chúng ta sang câu 16.